8 là ban trị sự xã Phú An, Phú Tân. Nam mô Huyền Cung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Chúng. 9 là ban trị sự xã Thúy An, Chợ Mến. 10 ban trị sự xã Bình Hòa, Châu Thành. Nam mô Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm. Xin mời ông Hòa Minh Chiếu, quý viên ban trị ban bảo vệ di tích của đình sẽ trao tờ lưu niệm. Hồng trần đáng mở cửa đón thiền nhân, long lăng quy phụng đương triều kỳ ba. Nay thờ tại ông Nguyễn Trung Trực Kiên Giang, úc về đây mối đạo tâm thiền của nhà hộ Nguyễn năm xưa. Thiền rồng mở đón con hiền, tây đầu mẫu ngự thiên nhai con xuống trần. Nay được sự phụng ấn đại điển của Kim Loan Miếu, hát gửi quý Phật tử trong cây dở tuồng. Trong tâm trí của nhà họ Nguyễn năm xưa, thiền linh mở đón con hiền, dòng mấy hội tụ của điển tiên Nguyễn Bình. Nguyện đi nguyện lại trở về, đò chiều chiên trót rước người hiền nhân. Bao giờ thở mới về đây, đò đưa chiến chót vũ trùng sắc. Xin cảm ơn Phạm Minh Chiến. Xin mời các đơn vị trở về vị trí. Xin tiếp tục được đọc kinh sách. Một, ban trị sự Bình Thủy Châu Phú An Giang. Hai, đoàn hành hương Vĩnh Phú Hội Sơn. Ba, tổ hộ hương Sáu Lò Hương An Phú. Bốn, biểu bà Đanh đã Đông Hương Trang Minh. Năm, biểu bà ngã ba thành phố Long Xuyên An Giang. Sáu, ban trị sự Mỹ Phước Long Xuyên. Bảy, ban trị sự Hà Tiến Khánh. Con đường Phú Sơn. Chín, đoàn hành hương xã Thế Xuân Cà Đỏ. Rồi, đoàn hành hương xã Phú Bình, Phú Tân. Xin mời ông Trần Minh Trung, quý nhân ban tờ lưu niệm. Cầu cho trăm họ vững hòa, về Kiên Giang kính ông Nguyễn Minh lắm mà xưa. Chiếc bông tùng trên vàng khúc lùm che, nay đã trở về trong Kiên Giang màu sắc ân. Mẹ ơi, mưa gió sờn dây đời, thì đàn phong thần của nhà Nguyễn Mạng ba. Một vị anh hùng mà đã đi công tổ quốc, cũng là một đấng thiên hoàng ở thời mẫu mẹ đưa xuống trần gian. Thì chiếc bóng đỏ năm xưa ông hồng quân lão còn trở về vị trí. Xin cảm ơn Trần Minh Trung. Tiếp tục là ông xin mời một đoàn hành hương xã Thường Lạc Phòng Ngự, hai đoàn hành hương xã Tân Lập Tân Biên, ba đoàn hành hương Mỹ An Hưng Lâm Giò, bốn biểu bà Vũ Long Thánh Thụ Cà Mau, năm đoàn hành hương xã Phú Hòa Phước Sơn, sáu đoàn hành hương thị trấn Phú Mỹ Long Mỹ Hậu Giang, bảy đình Trương Đình Gò Công Tiền Giang, tám ban trị sự Khánh Hòa xã Khánh Hòa Châu Phú An Giang, chín đội xuống tầm xuống Nam Phương Tiện Hậu Giang, mời ban trị sự tới Hậu An Phụng Ngự. Xin mời Trần Nhân Đường quý viên ban xin trao tờ lưu niệm. Cho con cháu đò chiến trúc của ông Nguyễn trở về Kiên Giang. Hỏi đáo tầm lai anh, bụ ngọc hoàng nương xuống dương giang, để tạo cho con thời làm một chiếc lượng nghi cho sanh tư tưởng. Rồi càng khó bác quái ngũ hầm, mà ngũ hầm này tất cả biểu hầm, tất cả tam giới của trần gian.
hành cho nó sạch sẽ, rồi bà mới đem về, bà còn gạt lừa lên nữa ha, bà sàng, bà sấy những cầu cho lông lừa sàng sấy hành sẽ nơi cung vàng mẫu nữ thiên mang kỳ ta chiếu trong thẫn trên của mẹ hiền tâm lành chí nguyện phủ thiên tam hoàng trở lại. Cảm ơn Trần Nhân Được, mời các con trở về vị trí. Tiếp tục người xưa trở lại ba một đoàn hành hương ra vị trí Hồng Giang, hai thân tộc Phù Nguyễn Tân Tiến Cầm Dơi, ba vị trí tổ cho mới, bốn đoàn núi Tri Giang Phú Tân, năm đoàn hành hương Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh, sáu tổ hương số hai Phú Tân, bảy chùa Phật Thầy Thái Sơn Tịnh Biên, tám tổ hương số một Thạch Giá, chín tổ hương số ba Phú Tân, mười đoàn từ thiện phường Thới Bình Ninh Kiều. Xin tam hoàng mời cung thiên, xin mời ông Đặng Công Quỳnh trưởng ban quản lệ di tích xin cao gọi luôn liền cho các đoàn cầu đàn con ngai dòng mà thiên nơi kiên giang sắc nao qua thua hoàng nương à, cùng mà chiều kia ở nơi dương trần lập cổng ghi công màn ban đò tâm linh ở nơi cung thiên mẹ hiền về nơi đây ở nơi kiên giang ông nguyện của mình mang bà đây tới sinh con rồng của mẹ yêu kỳ mang ba đáo lai nơi bà lào phật của bà kim tiền lão già tôi xin phật mẫu kim tiền cho đưa chim cho xin cảm ơn Đặng Công Quỳnh tiếp tục cây này xin mời các đoàn trở về vị trí cầu cho chúng tôi xin đọc nước đất núi an lành một đại cơ mong sớm nhiều ở châu thành An Giang, hai ta trị sự Sà No Hồng Giang, ba tổ chức những lương thực Phú Tân, ông Nguyễn Trung Trực nắm cờ dạng tổ số 94 là tổ chức những lương thực Phú Tân là của họ đã nhớ mình họ trở lại con thiện năm tổ Hồ Hương một Phù Nguyễn ở Phú Tân đối trường sáu ba trị sự quân Trung Kiên đúng đó của ta bảy đình Bình Phú châu thành An Giang, tám đình Mỹ Thới thành phố Long Xuyên, chín tổ của ông tiên trưởng Nguyễn của trại dọn ở Hòa Lạc Phú Tân, mười đoàn hành hương Phạm Thanh Tân Cần Thơ của nhà mười một đoàn hành hương thị trấn thứ 11, 12 công ty HT Land thành phố Hồ Chí Minh, 13 đoàn hành hương Minh Đạt Thốt Nốt, 14 miếu bà chủ sứ Gò Tháp tháng 10, 15 đình Trần Đình Thành Võ Duy Dương ở tháng 10, 16 tổ cấp bông quanh nhà ở An Phú. Xin mời tất cả các đơn vị lên phía trước. Hai xin mời anh Phan Minh Chiến, quý viên ban sẽ trao cờ lưu niệm. Thì màu sắc cờ gật gỡ con nguyện năm xưa, vì dân vì nước mà hy sinh đất đầu về nơi thiên giang, mà trong lịch sử của đức thầy ban ra Úc về màn ba lấy được hữu hình. Ông Nguyễn đứt đầu bằng bạch ngọc thật, giao tình anh đáng chiếu phụng hiệp cô gái năm xưa sao chẳng thấy ra chào. Thì một buổi chiều đó Úc ghé tại ở phụng hiệp năm dần đó đã, thì cô gái ra chào khách mời dân mà con được xin chào thầy. Úc chẳng biết điều gì mà cô chào là thầy giấy. Úc thưa rằng để tầm mong chặt, thì quyền di ở trên cung quan. Úc lấy bằng của ai đó là cái hữu hình và
ông Nguyễn Trung. Xin đón một chuyến và xin cảm ơn các đoàn và các đoàn tiếu vào bên trong. Về vị trí để chúng ta chuẩn bị chương trình lễ tế đàn cả. Bây giờ các bộ phận ngọc trời lễ và nghĩa quân anh đang sẵn sàng chuẩn bị.